Thế Hàn nó về đi à? Dạ vâng. Sao nó không nói gì với tôi nhỉ? Lần trước cậu về tìm chị, nhưng lúc đi vội quá, không kịp thắp hương cho ông và bố mẹ. Lần này cậu chỉ về tranh thủ thôi ạ. Em định gọi điện nhưng mà thôi, để gặp chị này nói cho nó dễ. Thường thì Gian nó không hành động như vậy đâu. Không lẽ nó muốn tìm hiểu cái gì à? Cậu ấy cứ hỏi em về chuyện của chị với cả cậu Quyền. Lúc cậu đi rồi thì em thấy mọi người nói là cậu còn hỏi về chuyện chú Kình nữa cơ. Chứ tóm lại là cháu nó hỏi những cái gì, cô nói nhanh cho tôi biết xem nào. Theo em nghĩ là không có lẽ cậu lại biết chuyện ngày xưa rồi. Anh theo dõi em đấy à? Em biết là anh không bao giờ làm như thế mà. Anh nghe người đó nói với em là phải đề phòng chú Kình. Anh muốn biết tại sao người đó lại nói như vậy và đề phòng chuyện gì. Gần đây anh nghe rất nhiều thông tin về bà và chú Kình. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ mà anh muốn làm rõ. Nếu là em sẽ nhận câu trả lời từ bà, chứ không phải đi hỏi một người khác đâu. Anh có rất nhiều thắc mắc về quá khứ của mình, nhưng mỗi lần anh hỏi chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Ngay cả những tấm hình của bố mẹ anh cũng không được biết. Hùng luôn chỉ nói về chú Kình. Em nghĩ là không có liên quan đến bà và bố mẹ anh đâu. Chú Kình là người cùng làng với bà anh. Có thể nói là cả đời tận tâm, trung thành. Nhưng là vì điều gì? Nếu như Hùng luôn biết chú Kình, có thể anh sẽ có lời giải đáp. Như chim hót trên cao. Cậu tìm ai? Bà, cháu tìm mẹ cháu mà. Mẹ cháu vừa mới được vào đây làm phụ bếp ấy. Bếp ở đâu bác nhỉ? Kia, cậu cứ đi thẳng nhá. Vâng. Đến cái thùng rác ấy, rẽ phải. Vâng, cháu cảm ơn nhé. Này. Dạ. Tìm ai ấy nhỉ? Không. Oh, my God.